Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hồ sơ nhân quyền kém cỏi của Tô Lâm VOA Tiếng Việt ngày 24 tháng 9 cho hay HRW, lãnh đạo Tô Lâm của Việt Nam, xưa nay vẫn là kẻ vi phạm nhân quyền. VOA cho biết, tổ chức theo dõi nhân quyền viết tắt HRW cho rằng Việt Nam chỉ thả tượng trưng một số ít tù nhân lương tâm, trong khi vẫn ra tay đàn áp khắc nghiệt đối với giới tranh đấu cho nhân quyền. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ngày 23 tháng 9 do ông John Sipton, Giám đốc Vận động châu Á, viết rằng Ông Tô Lâm, tân chủ tịch nước Việt Nam, là một trong số nhiều nhà lãnh đạo thế giới có hồ sơ nhân quyền kém cỏi đến thăm thành phố New York trong tuần này để tham dự cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Bởi ông Tô Lâm đã đàn áp những người bất đồng chính kiến với hàng trăm nhà báo và người bảo vệ nhân quyền bị bắt và bị giam cầm khi còn là bộ trưởng công an. VOA cũng cho biết nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng từng theo học Đại học Columbia với tư cách là người nhận học bổng Obama. Sự phản đối trong cộng đồng Đại học Columbia dường như đã buộc chính quyền Việt Nam phải thả bà Hồng, ông Sipden lưu ý. Theo VOA, ông Tô Lâm đã phát biểu về chính sách và giao lưu với sinh viên tại Đại học Columbia. Và đây là hình ông Trần Huỳnh Duy Thức. Thông cáo của HRW đề cập đến việc ông Trần Huỳnh Duy Thức được trả tự do trước hạn nhưng vẫn phải chịu án quản chế 5 năm sau án tù. Sự phi lý độc đoán như vậy bao quanh ông Tô Lâm, HRW nhận xét. Thông cáo này cũng nhắc đến việc nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm bị phạt 5 năm rưỡi tù sau khi làm video chế giễu bữa ăn bò bít tết giác vàng của ông Tô Lâm. HRW đánh giá rằng chính quyền Việt Nam thường xuyên bắt giữ và truy tố những người bất đồng chính kiến vì họ sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook và YouTube để thực hiện tự do ngôn luận, bao gồm ông Phan Văn Bách, ông Nguyễn Vũ Bình, bà Phạm Đoan Trang, blogger Huy Đức và nhiều người khác. Theo ông Shipden của SRW kêu gọi, ông Biden và các giám đốc điều hành của Meta và Google khi tiếp ông Tô Lâm trong ngày 25 tháng 9 chớ xem việc trả tự do cho hai nhà hoạt động Hoàng Thị Minh Hồng và Trần Huỳnh Duy Thức là bằng chứng về cải cách. Họ nên nêu lên mối quan ngại về tất cả những người bị truy tố oan vì các bài đăng trực tuyến công khai kêu gọi trả tự do và tìm kiếm hành động chứng minh rằng quyền tự do ngôn luận trực tuyến tại Việt Nam sẽ được bảo vệ, ông Shibden nhấn mạnh. Và đây là hình bà Hoàng Thị Minh Học. Vẫn theo VOA, đối với một số người, việc ông Tô Lâm trả tự do sớm cho ông Thức và bà Hồng cho thấy có những tín hiệu cởi mở. Tuy nhiên, giới đấu tranh cho tự do, nhân quyền khẳng định rằng không có gì gọi là sự cải mở cả, vì thực chất việc trả tự do sớm hơn hạn định ít tháng chỉ là để làm quà cho chuyến thăm Hoa Kỳ nhằm xoa dịu chính phủ Mỹ về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. VOA dẫn nhận định của nhà hoạt động cựu tù nhân Phạm Minh Hoàng ở Pháp cho rằng những chuyện thả như vậy là sự đổi giá vẫn xảy ra bình thường. Những tiền lệ đã xảy ra và đến nay vẫn đúng. Mỗi lần có quan chức qua Mỹ thì thường có việc này như món quà vậy đó. VOA nhắc lại, chính quyền Việt Nam vào các dịp khác nhau vẫn bác bỏ cáo buộc cho rằng họ vi phạm nhân quyền và khăng khăng rằng các quyền căn bản của người dân luôn được đảm bảo. VOA cho biết thêm, ngày 23 tháng 9, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã ghi nhận việc ông Thức được chính quyền Việt Nam phóng thích, nhưng nói rõ rằng lẽ ra ông không phải ngồi tù ngay từ đầu. Chính phủ Việt Nam phải chấm dứt án quản chế ông Thức cũng như trả tự do cho tất cả những người khác bị bỏ tù vì thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ ân xá quốc tế kêu gọi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hồ sơ nhân quyền kém cỏi của Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin các tổ chức phi chính phủ của người Việt lên án vi phạm nhân quyền của Tô Lâm. Ngày 23 tháng 9, AFA Tiếng Việt cho hay, tổ chức phi chính phủ gửi thư ngõ đề nghị Mỹ và các nước phương Tây cấm vận tổng bí thư Tô Lâm. AFA cho biết một nhóm gồm 6 tổ chức phi chính phủ vào ngày 23 tháng 9 đã công bố một bức thư ngõ gửi tổng thống Mỹ Joe Biden cùng lãnh đạo các nước phương Tây khác đề nghị điều tra và có biện pháp cấm vận đối với tướng công an Tô Lâm người vừa trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 8 vừa qua. Và đây là hình bài trên AFA. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đang có chuyến thăm New York tại Mỹ để giữ hội nghị tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nơi ông có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới vào ngày 22 tháng 9. Theo AFA, bức thư ngõ được gửi tới Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Canada Trudeau, Thủ tướng Anh Anthony, Thủ tướng Naui Jonas và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Charles Ai cũng cho biết các nhóm tham gia bức thư gồm Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ, AK, Tại Bỉ, Pháp và Đức. Bức thư đã liệt kê 5 điểm đáng chú ý về vấn đề vi phạm nhân quyền mà ông cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã thực hiện. Theo đó, ông Tô Lâm đã chỉ đạo thực hiện những vụ bắt cóc quốc tế, sử dụng bạo lực với dân, đàn áp những người bảo vệ dân quyền và các nhà hoạt động xã hội, bắt các nhà hoạt động phải sống lưu vong, đàn áp trên không gian mạng. Vẫn theo AFA, những vụ bắt cóc quốc tế có sự tham gia của ông Tô Lâm được nêu trong thư gồm có vụ bắt cóc của quan chức chính phủ Việt Nam Trịnh Xuân Thanh tại Đức hồi năm 2017, bắt cóc blogger của AFA Trương Duy Nhất ở Thái Lan vào năm 2019 và bắt cóc nhà báo tự do Đường Văn Thái cũng ở Thái Lan vào năm 2023. AFA trích dẫn một đoạn viết trong bức thư viết rằng những hành động này là những vi phạm trắng trợn luật quốc tế, xâm phạm chủ quyền của nước khác và bất chấp các quyền con người cơ bản. Và đây là hình tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm. Trong phần tố cáo ông Tô Lâm sử dụng bạo lực với người dân, các tổ chức phi chính phủ đề cập đến vụ cưỡng chế đất gây chết người ở ngoại thành Hà Nội vào tháng 1 năm 2020. Công an đã huy động lực lượng hàng ngàn người đến cưỡng chế đất đang tranh chấp, dẫn đến cái chết của cụ Lê Đình Kịnh. Bên cạnh đó là những đàn áp đối với người dân tộc thiểu số, đặc biệt là người thượng ở Tây Nguyên, bắt họ bỏ đạo cũng được đề cập. Theo bức thư, dưới thời ông Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an, hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền, nhà hoạt động xã hội và các blogger đã bị bắt giữ tùy tiện và kết án tù. AFA dẫn tiếp nội dung thư ngõ. Kể từ năm 2016, các nhà hoạt động Việt Nam phải chịu các án tù dài chỉ đơn giản bởi vì họ thực hiện các quyền tự do phát biểu và tự do hội họp như đã ghi nhận trong văn thư của nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về bắt giữ tùy tiện. AFA nhấn mạnh, ông Tô Lâm cũng bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về việc bắt buộc hàng chục nhà hoạt động phải sống lưu vong. Bức thư tiếp tục tố cáo đội ngũ an ninh của ông Tô Lâm đã gây sức ép bắt các công ty nước ngoài phải kiểm duyệt các nội dung được đăng tải trên mạng xã hội và nhắm mục tiêu vào những người bất đồng chính kiến trên mạng. AFA cho biết thêm, các tổ chức tham gia ký thư ngõ thúc giục chính phủ Mỹ và các nước phương Tây có hành động kiên quyết đối với các hành vi phạm tội của ông Tô Lâm với các biện pháp bao gồm sử dụng luật nhân quyền Manisky và các điều luật tương tự để đóng băng tài sản của ông Tô Lâm và cấm ông vào nước khác, lên án công khai các hành vi vi phạm của ông và ủng hộ cho những người Việt Nam đang là nạn nhân của các hành vi này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Các tổ chức phi chính phủ của người Việt lên án vi phạm nhân quyền của Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.